Ui, cái này được hai ít bự anh em. Ui, hết chà bá luôn, mới ốc bù vàng đó anh em ơi. Đã đã. Ok, hết đen thui. Quá phê luôn anh em ơi. Hello, Di Kinh Giảm chào tất cả anh em nha. Thì hôm qua mình có đặt theo cặp bữa sáng này mấy chục cái giới đơn ăn nè anh em ơi. Mời tất cả anh em theo chân mình thăm giới đơn ăn nha anh em. Này mình đặt một nước nổi anh em ơi. Đi qua khúc ngoài kia thì gặp mấy lập thủ kia đặt rồi. Mình đặt từ người tới vô anh em ơi. Đây, cái đầu tiên vô gắn này em ơi. Thì được con gắn nước nè. Một con gắn nước. Qua mà đặt cặp bời sáng này về trống nha anh em. Cá chú. Đây cái thứ hai này em ơi. Rồi, được con. Ô này được con ít bự em ơi. Đó. Mình mẻ đang thui. Một con bự. Thì lúc gầy trời bão quá, mưa bão quá. Trứng ốc bù vàng đẻ. Vậy trời bão quá, mưa quá, mấy đám ruộng dưới mình đặt hết được anh em ơi. Mưa nó ngập đường máng hết á. Mình lên cái động mà lũ nè. Động này ta xả lũ nha nè. Quá thời trứng u dạng đẻ anh em ơi. Mày kè nè anh em ơi. Húi. Ui ui. Một con nữa anh em ơi. Ếch bự. Không nhận ếch trên đây con nào nó đang thui anh em. Giờ mà đây nè, điện thui đấy, chạy là lại gàng cái con thầy con cũng có lý nè. Thì nước nó về đi điển trổ bông nè. Tại giặt sáng nó chưa có nở, chưa nở nhìn đẹp đâu nè. Ốc bù vàng nó đẻ. Quá trời ốc bù vàng. Cái trước chớp nước rồi nè, cái trước chạy rồi nè em ơi. Cái con đây. Ui. Này được hai con em ơi. Con bự một nhỏ. Đây, anh em cho anh em xem một ít đồng nữa anh em. Trên này nó đen. Rồi. Mình mấy đen thui anh em. Bông không. Rồi mình bỏ nó. Ở đây thì hồi mình bỏ vô tụng anh em ơi.
ram để lên đầu, không biết nó quay có chuẩn hay không anh em. Nếu có sơ xuất thì anh em thông cảm mình nha. Rồi này được một con ếch nhỏ anh em ơi, hai con. Rồi, này được hai con nhỏ xíu anh em ơi. Cái đồng này là lần đầu mình lên đặt luôn nè. Lâu chạy đồng đổi gió anh em ơi. Rồi, trên cây cái này ướt nè. Dưới ướt nè. Không biết chạm thấy con đây. Đó, con ếch bự anh em ơi. Ôi ôi. Ếch. Công nhận đây ít chạy thiệt, chạy con nào nó bự bự con nè. Trời ơi, ốc vàng, không nhận cái ốc vàng chữ thiệt. Trời ơi, ít bự nè. Quá khứ. Mấy anh bông không. Sướng. Rồi đi. Cái đồng này lạ, mình cũng không biết người ta có đánh hay chưa hay không, nó mình cũng không gành anh em ơi. Lên họ đặt lại. Rồi. Đồ này được một con nữa anh em. Đó. Đã luôn. Được một con nữa anh em ơi. Một bự. Còn nhận ít đây nào đấy, thui nè. Cái ra mình đổi đầu á. Húi quay nó có lệch chút xíu, anh em thông cảm mình nha. Rồi, cái trước chạy nè mày. Kìa, đó. Trung nước rồi, có lý. Mà mới được mấy con rồi. Rồi. Hai con em ơi, được hai con. Cái bãi này rất là dễ đặt nha nè, bãi này đã cứng lắm, lợp sắt khó đặt lắm nè mày. Dớn mình đặt dễ lắm. Đây, được hai con nha anh em. Cái con hai con lai rai cũng có lý nè. Đồng lạ mà đặt chạy cái gì là im á, im lắm á. Dớn ướt nè nè. Ướt ướt rồi chạy. Ui, con ếch bự. Đó. Quá phê luôn, tụ ếch đây nó mập. Mập ghê luôn em. Nặng. Dù mình ảnh ăn muốn hết mồi luôn em. Ếch mập lù luôn em ơi. Mấy bông không. Hoa là sáng ngày chiên mưa nè. Ôi cái này chạy nữa anh em ơi, có lý. Ôi gung kinh giớn nè, đó, phê rồi nè. Quá phê luôn. Đó. Đặt theo cặp theo buổi sáng này nè anh em. Cái này được bốn con luôn anh em ơi. Quá đã luôn nè. Hai con bự, hai con nhỏ anh em ơi. Ba con chứ. Hai con bự, con nhỏ. Tới cái giớn mà nó rụt nước rồi thấy. Có lý vậy nè, cái giớn. Ui. Rồi một con bự anh em ơi. Con ếch bự. Quá đã luôn.
Ủa, con bự nữa nè. U, chú bá lửa luôn. Ủa con em ơi. Rất là ít. Chạy lại coi. Ủa không ấy mà. Hả? Ông đặt ở xong hả? Tôi đặt bên đây nè. Chạy cái con hay con à? Ừ. Đặt mấy chục cái. Hết luôn hả? Sao mấy trên đó mấy cái sòng bơm nó ngon quá không đặt? Ờ. Chú mới nửa đường à. Mấy cái này hôm nay có đặt không? Ờ. Ồ. Ba con em ơi. Ba con quá đã luôn. Ui. Ui. Nhanh xíu anh em ơi. Con. Ui. Thôi ui. Ui ba con ếch bự anh em ơi, ếch con. Ừ. Thư già luôn em. Muốn bằng bằng tay mới luôn em. Quá bự. Được hai con nhỏ của bự anh em ơi. Chuột có tên rồi. Rồi. Kia. Để hai con em ơi, vô cây. Bị gãy cây anh em. Ờ, anh em được hai con em. Để đi xíu. Rồi, lấy cây anh em ơi. Trời ơi. Ồ, có ít bự nữa anh em ơi. Ồ, nhờ ít đồng này mập. Ờ. Chán rồi ha, bụng ốp nóc. Tu. Ui, cái này dùng dớn luôn nè. Ui. Bự không, dùng dớn luôn nè. Trời ơi. Hai con em ơi, hai con bự. Ừ, hai con bự nè, quá đã luôn. Hai con bự. Rồi, thế giới người khô gan anh em ơi. Thì chắc đói rồi quá. Trời ơi. Cua. Một con cua. Rồi, à, con cua anh em ơi. Ui. Trời ơi, một con trái nhỏ xíu anh em ơi. Thấy cái bình nước tưởng bự lắm. Nhỏ nhỏ anh em ơi. Ít nhỏ. Ờ, đó. Chạy nữa đó nè. Đó. Ây da. Em thấy tung không? Bút nước đó nè. Ủa cái kia cũng chạy nữa kìa. Đó nhìn từ xa. Cục điện thui. Ủa cục này có lý nè. Đó anh em thấy cái phía trước không?
cái này được hai ít bự anh em. Ồ, hết chả báo luôn, mới ốc bù vàng đó anh em ơi. Hò, đã đã. Ồ, hết đen thui. Quá phê luôn em ơi. Giống xiết lại coi thầm cái nước này mày nhảy kìa đó. Nhảy dữ ha, mấy con đây có mấy ở đây, khu này có mấy cái bãi đáp ngon ghê luôn nè. Đó, nó là dễ đặt cái lợp này, ảnh trong cù ra muốn nó anh ra nè. Ui ồ, được hai con ếch bự nữa em ơi. Được hai con ếch bự. Hai con. Rồi có lý luôn. Trời ơi. Lập sắt anh em. Qua mình đặt rồi, ai đặt lên nữa trời. Chưa dở luôn em ơi. Rồi, ở đây cái nữa, chết rồi. Đụng lụp sắt anh em ơi. Đó. Không xong rồi. Đó. Ủa, cái này chạy anh em ơi. Chú. Ôi một con bự, một con nhỏ này em ơi. Chà bá luôn. Ôi một con bự, một con nhỏ. Lý. Qua mình đặt. Đâu thấy ai đặt lập sắt đâu. Chắc người ta đặt sau mình anh em ơi. Trời ơi. Hôm nay gặp đối thủ luôn. Trời ơi, ở đây nữa nè. Trời ơi. Lập sắt bao dây cái đó hết hết luôn anh em. Lập mà mình nữa. Trời ơi, một con nhái nhỏ xíu anh em ơi. Lập sắt. Sắt mình nữa. Trời ơi, hút một quá trời lập luôn. Nào là giỡn, lập sắt nữa. Thì này ta chưa dở nữa. Ui, một con em ơi. Vẫn còn một. Nhẹp luôn nè, mới chạy được mấy con này. Ôi, ôi, một con ếch bự với một con cua này mày. À, một con ếch với một con cua. Vẫn không cánh em ơi. Rồi. Không có luôn. Có bữa sáng nó im hết trời luôn. Không ớt nha. Địa hình này rất là im luôn á. Là ít gì mới đúng á. Rồi, còn lần trước cái nữa, cuối cùng nữa, hai cái này em ơi. Hai cái nữa là hết lợp. Trời ơi, con nó bự. Ôi, vẫn không cánh chạy ếch bự anh em ơi. Ôi, ôi cảm nặng cái tay luôn nè. Hết nặng luôn á. Ghê hồn, ếch bự. Anh em thấy không, mập lù luôn.
Ơi, con cái cuối cùng anh em ơi. Wow, đặt ở đây hết lợn rồi. Rồi, cái cuối đây. Ôi ơi, chết lớt luôn anh em ơi. Rồi, cái cuối cùng không chạy anh em ơi. Xin kết thúc video như nè. Tranh thủ mình về ăn mình đổ ra đi đem đi cân em ơi. Rồi nếu mà video của mình quay mà nó có lệch hay gì đó anh em xem thông cảm nha anh em. Thì mình để đầu mình không có canh cái tâm nó chuẩn được anh em ơi. Rồi chào tất cả anh em nha. Chúc anh em một buổi sáng thật vui vẻ. Anh em nào mà có nhu cầu mua giớn đa năng liên hệ mình nha anh em. Rồi, chào anh em.